YouTube của mình nha. Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tô màu sao cho thật là đẹp. Và bây giờ các bạn hãy cùng đi theo mình nhé. Xin chào anh em, bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết tô màu nha các bạn. Khu tại trường thì công tác sư phụ nên chúng tôi không giảm thiểu sự nghi thức và tình cảm. Một số người còn làm những gì là phái sư giảng đến đây. Tôi thuận tiện đề cập một điều, có nhiều người muốn bái tôi làm sư. Thời kỳ lịch sử chúng ta hiện nay đã khác với xã hội phong kiến Trung Quốc, quỳ gối dập đầu có được tính là bái sư không? Chúng ta không làm cái việc hình thức ấy. Có nhiều người chúng ta như thế này, mình dập đầu đốt hương bái Phật, trong tâm thành kính thì sẽ tăng công. Tôi nói rằng thật thôi thải, quyền công chân chính toàn dựa vào bản thân mà tu, cầu gì cũng vô dụng. Không bái Phật, không đốt hương mà chiều theo tiêu chuẩn người tu luyện mà tu luyện một cách chân chính, thì khi ông Phật gặp chư vị sẽ rất vừa ý. Ở nơi khác chư vị toàn làm điều xấu, chư vị dập đầu đốt hương cho ông thì ông gặp chư vị sẽ rất khó chịu. Nó chẳng phải đạo lý là gì. Tu chân chính dựa vào bản thân. Hôm nay chư vị dập đầu bái sư xong ra khỏi cửa lại muốn gì làm đấy, khỏi có tác dụng gì. Chúng tôi hoàn toàn không giảm hình thức bái sư này. Chư vị có thể còn làm ô uế danh dự của tôi đấy chứ. Chúng tôi cấp cho chư vị nhiều như thế, tất cả mọi người chỉ cần thực tu, dùng đại pháp để yêu cầu bản thân một cách nghiêm khắc, thì tôi đều coi chư vị là đệ tử. Chỉ cần chư vị tu đại pháp luân đại pháp, chúng tôi sẽ coi chư vị là đệ tử. Nếu chư vị không muốn tu thì chúng tôi không có cách nào. Nếu chư vị không tu thì chư vị mang danh đệ tử phải có ích gì? Học viên vào kỳ thứ nhất hay học viên vào kỳ thứ hai cũng như nhau, nhưng chư vị chỉ luyện mấy năm khác kia thì đã là đệ tử của chúng tôi chăng? Chư vị phải thật sự chịu theo tiêu chuẩn tâm tính của chúng tôi mà tu luyện thì mới có thể đạt được thân thể khỏe mạnh, thì mới có thể thật sự lên cao tầng. Do đó chúng tôi không giải những việc hình thức ấy. Chỉ cần chư vị tu luyện thì là người trong môn chúng tôi. Nhưng pháp thân của tôi điều gì cũng biết, chư vị nghĩ gì họ đều biết, điều gì họ cũng có thể làm được. Chư vị không tu luyện thì họ không quản chư vị, còn nếu chư vị tu luyện thì họ sẽ giúp đến cùng. Có công pháp trong đó người luyện công chưa gặp qua sư phụ nói rằng tướng về một sư nào đó mà gặp đầu trả vài trăm đồng là được, chẳng phải lừa mình đúng người là gì. Ngoài ra người này rất tự nguyện, từ đó trở đi duy hộ đối với công này, đối với người của công này cũng lại nói với người khác rằng đừng học công khác. Tôi thấy thật quá khôi hài. Còn có người làm những gì là vô định, cũng không biết người ấy trả một cái gì có tác dụng gì. Không chỉ những gì truyền công dưới cờ hiệu mật tông là giả, mà tất cả môn truyền công dưới cờ hiệu Phật giáo cũng đều là giả. Mọi người thử nghĩ xem, phương pháp tu luyện mấy nghìn năm của Phật giáo để có hình thức như thế, ai mà sửa đổi nó đi thì có còn là Phật giáo không? Phương pháp tu luyện là tu Phật một cách nghiêm túc, hơn nữa nó cực kỳ huyền diệu, sửa đổi một chút là loạn ngay, vì quá trình diễn hóa công là cực kỳ phức tạp, cảm giác của con người không là gì hết. Không thể dựa vào cảm giác để tu luyện. Hình thức tôn giáo của Hòa Thượng chính là phương pháp tu luyện. Cái sửa đổi thì không còn là những điều của môn ấy nữa. Mỗi một môn đều có đại pháp giả chủ trì, mỗi môn cũng tu xuất được rất nhiều đại pháp giả. Không ai dám tùy ý thay đổi phương pháp tu luyện của môn ấy. Còn một vị công sư nhỏ bé còn có được mấy quy đức trong quay thường chỗ mà sửa đổi pháp môn tu Phật. Nếu như đã sửa đổi rồi thì nó có còn là pháp môn viên nữa không? Khi công giả có thể phân biệt được quyền quan thiết vị. Quyền quan thiết vị còn gọi là quyền quan nhất khiếu, trong đăng kinh đạo tạng tính mệnh quy chỉ có thể tra thấy những danh từ như thế. Vậy chúng là gì? Có rất nhiều kỳ công sư thuyết không được rõ ràng là vì ở tầng sở tại của một kỳ công sư bình thường hoàn toàn không thể nhìn thấy chúng, cũng không cho phép họ thấy. Người tu luyện nếu muốn thấy được chúng thì tại tầng thượng của vẻ nhãn tâm trở lên mới có thể thấy được. Kỳ công sư bình thường chưa đạt đến tầng ấy, do vậy thì không thấy được sự tu luyện xưa nay đang cầm kỳ gieo huyền quan là gì, nhất thiếu ở đâu, nhất thiếu như thế nào. Đọc trong đan kinh đạo tạng tính mệnh quy chỉ, chư vị thấy họ toàn giảng lý luận vòng vòng, hoàn toàn không nói cho chư vị về thực chất, giảng tới giảng lui còn làm chư vị lẫn lộn cả lên. Họ giảng không rõ ràng bởi vì không thể để những điều thực chất cho người thường biết được. Ngoài ra tôi nói với mọi người, vì chư vị là đệ tử pháp luân đại pháp chúng tôi nên tôi mới nói với chư vị những lời này. Nhất định không được đọc những sách kỳ công giả loại vậy kia,
Không phải tôi nói về người muốn cổ thư ở trên mà là nói về những sách kỹ công giả mà những người hiện nay viết, ngay cả rõ ra chư vị cũng từng làm. Trong các chư vị chỉ hơi có một điểm đạo xuất hiện, cũng chả câu này có đạo lý đó. Điểm đạo ấy vừa lóe lên thì phụ thể ở bên kia sẽ lắng lên thân chư vị. Rất nhiều sách là do phụ thể chỉ huy và khống chế tâm danh lợi của người ta mà viết. Sách của khí công sư giả nhiều, khá là nhiều, rất nhiều quỷ không có trách nhiệm bị phụ thể loạn bắt nhau rồi mà họ cũng biết. Như vậy video của mình tiếp tục lên nha bạn. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nha. Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tô màu sao cho thật là đẹp. Và bây giờ các bạn hãy cùng đi theo mình nhé. Xin chào tất cả các bạn, bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết tô màu nha các bạn. Ông cũng như các khí công sư giả tưởng rằng hàm nghĩa của khí công chỉ có vậy. Thế rồi ông cũng muốn viết sách khí công. Mọi người thử nghĩ xem, một người không luyện công cũng viết sách khí công. Sách khí công hiện nay chỉ là sao chép của nhau. Ông viết tới viết lui, viết đến đoạn huyền quan thì không viết được nữa. Ai biết rõ huyền quan nhỉ? Trong các khí công sư chân chính cũng chẳng có mấy người biết rõ. Ông bèn hỏi một vị khí công sư giả, ông không biết đó là giả. Mà bản thân ông cũng không hiểu khí công. Tuy nhiên nếu người ta hỏi mà khí công sư giả trả lời không được thì người ta chẳng phải sẽ biết vị này là giả. Do vậy vị này dám nói lung tung, nói rằng huyền quan nhất khiếu ở trên đầu chỗ tiểu thiện. Nghe thật quá khôi hài, chứ vị chưa có tiền thì sách này đã xuất bản ngoài xã hội rồi. Vậy cũng nói sách khí công hiện nay đã ở mức khôi hài đến thế. Tôi nói rằng chư vị đọc những thứ đó là ích gì? Chúng vô dụng, chỉ có thể hại người. Cái gì được gọi là người quan thiết vị? Người ta khi tu ở giai đoạn thế gian pháp, khi tu đến trung tầng trở lên, tức là khi tu đến các tầng cao của thế gian pháp, thì người ta bắt đầu xuất nguyên anh. Nguyên anh khác với cái mà chúng tôi gọi là anh hài. Anh hài rất bé, nhẹ nhóc, lăng xăng, vui nhộn, rất nghịch ngợm. Nguyên anh bất động, lúc nguyên thần không tiến đặt chúng nó thì nó ngồi ở nó bất động, tay kết ấn, chân xếp bằng ngồi trên tòa sen. Nguyên anh sinh xuất ra lại đan điền ở mức cực vi quan kim đoạn, kim đó bé như đầu kim cũng có thể nhìn thấy. Ngoài ra tôi nói rõ một vấn đề nữa, đan điền chân chính chỉ có một khối ở vị trí bụng dưới, về cổ tâm trở lên, nằm trong thân thể con người từ bụng dưới trở xuống. Đó chính là khối điện ấy, rất nhiều công năng, rất nhiều vật phải, phát thân, nguyên anh hài, rất nhiều thể sinh mệnh, chúng đều từ khối điện này sinh ra. Quá khứ có một vài thời tu đạo giảng về thức thượng đan điện, trung đan điện, hạ đan điện. Tôi nói rằng đó là sai, họ cũng nói sư phụ của họ đã chuyển điều này từ bao nhiêu nhân đại, trong sách cũng viết thế. Tôi nói với mọi người, những đầu bá chỗ bá cám vô dụng thần cổ đại đều có, chư vị dấu thấy chúng được truyền thừa bao nhiêu năm, nhưng chúng không nhất định là đúng. Những điều đạo thế gian vẫn luôn luôn truyền ở người thường, nhưng họ tu không thành được, không là gì cả. Họ gọi chúng là thượng đan điền, trung đan điền, hạ đan điền. Ý của họ là chỗ nào có thể sinh đan đều là đan điền. Đó chẳng phải khôi hài là gì. Ý nghĩa người ta tập trung vào một điểm, sau một thời gian lâu thì có thể sản sinh một khối năng lượng và kết đan. Không tin thì ý nghĩa chư vị đặt mãi tại cánh tay, giữ nguyên như thế, sau một thời gian lâu nó sẽ kết đan. Do đó có người thấy tình huống này bèn nói vô sự mất đan điền, nghe lại càng khôi hài hơn. Nhận thức của họ là kết đan được, tức là đan điền. Thực ra nó là đan nhưng không phải điền, chứ vì nói vô sứ bất đan hoặc tượng đan, trung đan, hạ đan, nói thế thì còn được. Còn cái điền thật sự có thể xuất sinh vô số pháp thì chỉ có một khối, chính là khối điền ở vị trí bụng dưới. Như vậy thuyết về tượng đan điền, trung đan điền, hạ đan điền là sai lầm. Ý niệm người ta đặt tại nơi lâu, qua một thời gian lâu thì sẽ kết đan. Nguyên anh sinh ra từ khối đan điền ở vị trí bụng dưới, dần dần to lớn,
dần dần to lớn lên rất chậm đến khi lớn bằng quả bóng bàn thì toàn bộ hình dạng thân thể đã có thể nhìn được rõ, mắt mũi đều đã hình thành. Cũng vào lúc Nguyên Anh lớn bằng quả bóng bàn, sát cạnh thân của nó lại có một tiểu bào tròn tròn được xuất sinh. Sau khi sinh ra rồi thì tùy theo Nguyên Anh lớn đến đâu, nó cũng lớn đến đó. Đến khi Nguyên Anh lớn đến chiều cao 4 thốn thì xuất hiện một cánh hoa sen. Khi lớn đến chiều cao 5 đến 6 thốn, các cánh hoa sen về cơ bản đã trưởng thành, xuất hiện một tầng hoa sen. Nguyên Anh rực rỡ ánh vàng kim một trên tán hoa sen sắc vàng ấy trông rất đẹp. Đó chính là thân thể kim cương bất hoại, Phật gia gọi là Phật thể, đạo gia gọi là Nguyên Anh. Pháp môn kinh được chúng tôi đều tu được cả hai loại thân thể, chúng đều cần Phật thể, cũng cần chuyển hóa. Mọi người đều biết rằng Phật thể không thể hiển hiện, không thể hiển hiện nơi người thường, rồi hết sức thì có thể hiển hiện được hình thái và dùng mắt người thường có thể nhìn thấy quang ảnh của nó. Còn thân thể này sau khi trải qua chuyển hóa thì ở nơi người thường nó giống với thân. Như vậy video của mình kết thúc tại đây nha các bạn. Người thường nhìn không ra chỗ khác.